Dù đã có khoảng thời gian 6 năm bên nhau, song đến hiện tại, Hồ Ngọc Hà, Kim Lý vẫn luôn giữ được tình cảm mặn nồng như thuở ban đầu. Thậm chí, cả hai còn không ngại công khai thể hiện tình cảm cho nhau trên mạng xã hội. Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, diễn viên Kim Lý đã chiêu đãi người hâm mộ bằng bức ảnh chụp chung với Hồ Ngọc Hà trong chuyến đi công tác ở trời Tây. Trong khung hình được đăng tải, có thể thấy cặp uyên ương đều nở nụ cười rạng rỡ và hướng ánh mắt về phía đối phương. Chưa hết, Kim Lý còn có màn nịnh yêu Hồ Ngọc Hà khiến cư dân mạng không khỏi đỏ mặt. Nam diễn viên gửi lời nhắn nhủ đến bà xã, "Keep me in love", tạm dịch là "Hãy giữ anh trong tình yêu này". Khoảnh khắc ngọt ngào này của Kim Lý và Hồ Ngọc Hà đã đốn tim nhiều khán giả. Anh chị đẹp đôi quá, mê anh chị không có lối ra, mê đắm Kim Lý Hồ Ngọc Hà bao nhiêu năm nay không bao giờ chán. Năm 2020, Kim Lý từng gây chấn động cõi mạng khi quyết định cầu hôn Hồ Ngọc Hà ở bệnh viện. Thời điểm này, cô chỉ vừa mới hạ sinh hai nhóc tì, Lisa và Leon. Câu chuyện tình cảm của cặp đôi tại thời điểm đó khiến cho công chúng không ngừng suýt xoa, thổn thức. Cho đến nay, mỗi khi nhắc đến vợ chồng Hồ Ngọc Hà, cư dân mạng đều dành một sự trân trọng, ngưỡng mộ đến cặp đôi. Hồ Ngọc Hà và Kim Lý được cho là phát sinh mối quan hệ kể từ lần hợp tác trong MV Cả Một Trời Thương Nhớ năm 2017. Chỉ một thời gian sau đó, Hồ Ngọc Hà, Kim Lý được cho là nhiều lần xuất hiện cùng nhau tại một địa điểm. Đáp lại tin đồn, nữ ca sĩ cho rằng cô giữ quan hệ bạn bè, đồng nghiệp với Kim Lý, Vĩnh Thụy và tất cả bạn diễn trước đây. Dù vậy, cô vẫn nhận xét về bạn diễn bằng nhiều mỹ từ như người lịch lãm, dễ thương, tình cảm, đúng kiểu một người đàn ông Bắc Âu. Đến tháng 10 cùng năm, Hồ Ngọc Hà đăng ảnh hôn Kim Lý, gián tiếp thừa nhận quan hệ tình cảm. Từ đó, cả hai trở thành cặp đôi đẹp nhất nhì showbiz Việt. Trong sự ngưỡng mộ của nhiều fan hâm mộ và các đồng nghiệp hoạt động nghệ thuật, hậu công khai chuyện tình cảm, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý luôn sánh đôi cùng nhau tại các sự kiện, công khai dành cho nhau nhiều lời ngôn tình trước truyền thông. Khác với những cặp đôi thông thường, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý vừa gặp đã thích nhau ngay, nhưng đến với nhau thì lại thấy không phù hợp. Họ chấp nhận dừng lại một thời gian để hiểu rõ bản thân có thật sự cần đối phương. Nữ ca sĩ từng tâm sự, sau đó mới tự cảm thấy không thể thiếu nhau và khi đồng cảm được, hai người ngày càng yêu nhau hơn. Trước đây, Hồ Ngọc Hà thích có người chiều chuộng tính cách nóng lạnh, nắng mưa thất thường của mình. Nhưng kể từ khi quen Kim Lý, cô nhận ra mình sai và dần thay đổi. Cô cần anh như một người bạn đồng hành trong cuộc sống. Từng nhắc về Kim Lý, Hồ Ngọc Hà cho biết anh là người rất có trách nhiệm, một người sinh ra và lớn lên trong một gia đình dạy dỗ rất rõ ràng, một người đàn ông cần phải yêu thương và trân trọng người phụ nữ như thế nào. Tôi thấy được điều đó rất nghiêm túc, chứ không phải như những người khác, có mới nới cũ, đây cũng là điều tôi rất tôn trọng và trân trọng. Tôi cảm thấy đó cũng là thứ duy nhất mà tôi cần, nữ ca sĩ trải lòng. Sau 4 năm chung sống với Kim Lý, Hồ Ngọc Hà ngày càng có nhiều sự thay đổi tích cực, không chỉ có thêm cặp song sinh Lisa, Leon, nữ hoàng giải trí còn có thêm một người luôn yêu thương, thấu hiểu cho tính chất công việc trong giới showbiz. Bên cạnh đó, Kim Lý còn sẵn sàng tháp tùng bà xã ở trong những sự kiện của giới giải trí. Mỗi khi cặp vợ chồng đình đám lên đồ, xuất hiện cùng nhau, giới mộ điệu đều không thể rời mắt.